Có nhiều người trên thế giới do mắc một căn bệnh quái ác nào đó mà không thể phát triển như những người bình thường. Ông Basuri Lal, 50 tuổi, sống tại tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ, là một ví dụ điển hình. Từ lúc 5 tuổi, ông đã ngừng phát triển về chiều cao do một căn bệnh chưa rõ nguyên nhân và sống với thân hình của một đứa bé cho đến bây giờ. Ngày đó, vì điều kiện gia đình không cho phép, nên ông không được đưa đi khám để tìm ra nguyên nhân thực sự. Với chiều cao chỉ 73cm, ông đã từng chịu rất nhiều sự chế giễu từ bạn bè và láng giềng. Tuy vậy, ở tuổi 50, ông Basuri không còn cảm thấy mặc cảm về ngoại hình của mình nữa. Trái lại, ông được tất cả mọi người trong làng yêu mến nhờ thân hình tí hon và nghị lực phi thường. Hiện tại, ông đang làm việc trong một nhà máy gần nhà và sinh hoạt hoàn toàn bình thường như tất cả mọi người. Tuy nhiên, ông vẫn sống cùng anh trai và chị dâu và không có ý định lập gia đình. Không những thế, ông Basuri được mọi người coi như một người hùng tí hon. Có rất nhiều người từ khắp nơi kéo đến để gặp gỡ và chụp hình cùng ông. Điều đó khiến gia đình ông cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Đường về xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, trải bê tông, nhà mái ngói xen lẫn nhà tầng khang trang. Xã đang vào vụ gặt. Khi biết nhà báo về tìm hiểu chuyện lạ ở làng, các bà các cô lập tức dừng tay tải rơm, nhanh chóng tụ lại dưới bóng mát của một cây nhãn lớn, xôn xao bàn tán. Theo họ, việc gần một tháng qua có quá nhiều người dân trong xã chết bắt nguồn từ cây trôi cổ thụ. Những bậc cao niên nhất của làng nói rằng, ngay cả khi cụ kỵ của họ sinh ra thì cây trôi đã rợp bóng mát từ bao giờ. Vì thế có người ước đoán rằng tính đến nay cây trôi ấy đã 2.000 năm tuổi. Chính vì hút bao nhiêu sinh khí của trời đất nên thậm chí cây trôi còn thiêng hơn cả đền chùa, miếu mạo. Gần đây không hiểu vì lý do gì cây trôi bị gãy một cành lớn, chính là cành cây trỏ vào làng suốt cả nghìn năm qua. Và từ đó, người làng liên tục phải đưa nhau ra nghĩa địa, nhiều người khác làm ăn ngày càng lụi bại. Các bà, các chị ở đây còn suy luận, sự việc chưa kết thúc thì hơn một tháng trước lại có một hành động nữa phạm tới sự yên ổn của làng xã. Đó là việc cụ Thử, một cụ cao tuổi trong làng, đã xin chính quyền cho trồng một cây đa nhỏ ở ngay gần cây trôi đại thụ. Việc để một đứa trẻ sơ sinh cạnh bậc đại trưởng làng là xúc phạm thần cây trôi. Giọt nước làm tràn ly này, theo dân làng, đã đưa kết cục ghê gớm mà gần một tháng qua nhiều gia đình phải gánh chịu. Một chị tên Hương kể, chưa đầy một tháng mà xã chúng tôi có đến 12 người chết. Có đợt 4 ngày liên tiếp, người làng đều phải nối nhau tiễn người quá cố ra đồng. Trong số người chết thì hầu hết đều là những người dưới độ tuổi 50 và vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Nhiều người chết đột tử, không biết lý do chết vì đâu. Một chị khác tên Nhung xen ngang câu chuyện bằng việc đưa ra những thông tin lạ lùng không kém. Không phải chỉ có chuyện chết người đâu, nhiều sự lạ khác cũng đang diễn ra trong thôn xóm. Chị này đưa ra ví dụ, anh Phương Định làm nghề bốc thuốc nam ở xóm Lê Lợi. Một hôm buổi tối đang đi xe máy gần khu vực cây trôi cổ thụ, bỗng ngã xuống ao như có người kéo. Về nhà nằm mấy ngày mà hồn phách vẫn lang thang đâu đó chưa về. Hay như đoạn đường từ cầu Guộc, chỗ bãi trai nhà anh Hùng đi đến chỗ giếng chùa, cũng gần chỗ cây trôi ngự. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ tầm 6 giờ tối trở đi là ai đi qua cũng thấy có mùi khét lẹt như mùi ma ghi cháy. Đấy cũng là chỗ có bóng mát cây cao nên các đám ma đưa người quá cố ra nghỉ trang thường hay dừng nghỉ nên có nhiều linh hồn ở trọ. Đến nhà anh Phùng Văn Định, hay còn gọi ghép với tên vợ là Phương Định, làm nghề bốc thuốc nam ở xóm Lê Lợi, người bị thế lực nào đó kéo xuống ao như lời người làng kể. Anh Định kể, tối hôm ấy khoảng 12 giờ đêm, tôi đi xe máy từ trong khu vực ao nhà ra ngoài đường. Lúc ấy, tôi hoàn toàn tỉnh táo, không uống rượu, cũng như không có cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ. Đi đến chừng nửa đường ven ao thì tự nhiên tôi ngã vật xuống đường. Xe vẫn ở trên đường nhưng người thì lao xuống ao, ướt hết quần áo.
Lúc đó tôi không hiểu mình ngã vì lý do gì. Vì nếu tôi trượt bánh xe hay tôi chẹt vào viên sỏi thì tôi sẽ biết ngay. Nhưng đây lại có cảm giác một lực vô hình như có ai đó đẩy mình. Lúc đó tôi còn ý thức được rằng nếu mình đi tiếp thì mình sẽ lao cả người, cả xe xuống ao. Vì thế tôi mới ghìm xe lại và ngã ra đường. Tôi bò lên về nhà cất xe, nhưng do thấy hiện tượng này hơi bất thường nên lại đi bộ quay ra xem xét lại cẩn thận chỗ bị ngã. Tôi trở đi trở lại 2 lần liền, xem xét một cách tỉ mỉ con đường, bờ ao chỗ bị ngã, nhưng cũng không phát hiện được gì lạ. Vì trời đã khuya nên tôi đành quay về tắm táp, thay quần áo khô rồi đi ngủ. Quả thực đến giờ các anh hỏi, tôi cũng không biết lúc ấy mình ngã xe vì lý do gì. Từ nhà anh Định đi ra, gặp một tốp thanh niên đang ngồi tụ lại dưới bóng mát một cái cổng gạch. Biết tôi đang đi tìm hiểu về chuyện là ở đây, các bạn trẻ cũng hào hứng kể. Một cậu trai khoảng 16 tuổi tỏ ra lo lắng. Thanh niên bọn em trước đây đi chơi đến 11-12 giờ đêm, nhưng giờ thì chỉ khoảng 10 giờ là chẳng ai bảo, cũng tự động về nhà, cài then chốt cửa. Sau 10 giờ tối, đường thôn đường xóm vắng tanh không một bóng người. Sau đó nhóm thanh niên cũng bàn tán thêm về cái mùi khét lẹt như mùi Maggi cháy mà họ thường ngửi thấy vào buổi tối khi kéo nhau đi chơi qua đoạn cầu guộc. Một cô bé nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mỗi lần đi qua đấy buổi tối em rất sợ. Nếu đi cùng với một người nữa thì còn đỡ. Chứ nếu đi một mình thì em toàn nhắm mắt nhắm mũi chạy cho nhanh. Nhưng càng chạy thì lại càng nghe có tiếng chân đuổi đằng sau. Có lúc về đến cổng nhà rồi vẫn chưa hoàn hồn. Có rất nhiều câu chuyện trùng hợp khó lý giải khiến nhiều người dân ở Bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tin tưởng vào sự linh thiêng của ngôi đền Cây Đa bên dòng sông Nậm Mộ. Tiếp khách lạ, già Vi Văn Vân, 82 tuổi, người trông coi ngôi đền Cây Đa hơn chục năm nay kể. Cách đây 3 năm, anh La Văn Phúc, khi đó khoảng 50 tuổi, giờ là phó Bản Cánh, đi rẫy về ngang qua đường, bị vướng vào một cành cây đa. Sẵn dao trong tay, anh ấy chặt đứt cành cây rồi đi về nhà bình thản như không có chuyện gì. Đến buổi chiều cùng ngày, khi đang xay lúa thì vô tình anh ta bị máy nghiến nát ngón của bàn tay mà anh đã cầm dao chặt nhánh cây đa. Có thể đó chỉ là một tai nạn bình thường, thế nhưng với người dân Bản Cánh, họ cho rằng vì chặt cành cây đa thiêng nên mới bị trừng phạt và lấy câu chuyện đó làm bài học dặn con cháu về sự linh thiêng của cây đa. Rít điếu thuốc lào, Gia Vân tiếp tục một câu chuyện khác. Năm 2008, cô Lữ Vân đi, lúc đó 16 tuổi, nhà cũng ở Bản Cánh, đi tắm ở sông Nậm Mộ, gần khu vực đền Cây Đa. Không may bị sảy chân xuống dòng nước sâu rồi chìm mất. Mọi người hô hoáng đi tìm, cả bản cũng kéo ra sông nhưng không ai thấy cô gái. Sau gần 3 giờ đồng hồ tìm kiếm nhưng không có kết quả, người nhà đã nhờ ông Vân làm lễ cầu khấn ở đền Cây Đa. Thì khoảng 30 phút sau, họ tìm được cháu gái nổi lên cách nơi bị trôi khoảng 1 cây số. Sau lần đó, cả bản làng lại thêm một lần tin tưởng vào sự linh thiêng của ngôi đền Cây Đa. Cũng theo Gia Vân, còn có rất nhiều câu chuyện khó lý giải liên quan đến ngôi đền Cây Đa nên họ cho rằng đó là sự linh thiêng. Những câu chuyện đó, từ người già cho đến trẻ con đều biết. Tất cả những chuyện mà ta kể đều có thật. Là một già làng, ta không bao giờ nói dối, mất uy tín. Nhà báo không tin thì cứ đi hỏi cả bản này, ai cũng biết. Gia Vân nói tiếp. Để kiểm chứng thông tin, phóng viên tiếp tục tìm đến cụ bà Vi Thị Nam, 78 tuổi, cách nhà Gia Vân chỉ hơn vài chục sải bước. Ngồi tiếp chuyện, cụ Nam cũng kể được rất nhiều câu chuyện linh thiêng của ngôi đền trùng khớp như những câu chuyện mà Gia Vân đã kể. Có kể cả ngày cũng không hết được những câu chuyện linh thiêng ở đền Cây Đa đâu. Dân bản ở đây tôn sùng nó lắm, cụ Nam tâm sự. Theo nhiều người già ở Bản Cánh kể, vào khoảng thế kỷ thứ 17, tại địa bàn thuộc Bản Cánh ngày nay có một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên cây đa. Nàng xuất hiện là sáng rực cả một vùng đất. Tiếng lành đồn xa, nhiều nam nhi ở các vùng đất khác nhau tìm đến để mong có được nàng. Cuộc chiến tranh giành người đẹp xảy ra, lúc đó bỗng xuất hiện ông Đức Thánh đứng lên đánh đuổi, bảo vệ được nàng, bảo vệ dân bản. Sau khi đánh dẹp giặc, nhiều người dân đã đưa vàng bạc đến cảm tạ, nhưng ông Đức Thánh không nhận mà chỉ yêu cầu khi nào ông chết hãy chôn ông tại gốc cây đa ở Bản Cánh. Thể theo nguyện vọng của ông Đức Thánh, sau khi ông chết, người dân bản đã chôn ông tại gốc cây đa. Thời gian sau, người dân đã lập đền thờ ông, vì vậy người ta thường gọi ngôi đền đó là đền Cây Đa hoặc đền Đức Thánh.
Chiến tranh và thời gian đã làm cho ngôi đền cây đa bị hư hỏng. Mới đây vào tháng 2 năm 2012, chính quyền xã Tà Cạ cùng với sự tự nguyện của người dân và sự hỗ trợ một số cơ quan đã phục dựng lại đền thờ nơi vùng đất cũ. Cũng theo Gia Vân, tuy là ngôi đền nhỏ, lại ở địa bàn miền núi, tận biên giới Việt-Lào, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người từ các miền xa xôi đến thắp hương. Điều đặc biệt hơn, chính sự linh thiêng của ngôi đền cây đa mà nhiều đôi trai gái yêu nhau để gửi niềm tin cho nhau, họ thường đến đó để thề nguyện, hứa hẹn. Không biết sự thật thì đền cây đa linh thiêng đến đâu, nhưng với người dân ở bản cánh thì họ luôn tôn kính, tin tưởng về sự linh thiêng ở ngôi đền đó. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.